Em Trực xin chào tất cả các quý anh chị. Đây là hình ảnh ngôi nhà thuộc hẻm Đồng Ngôn, xã Diên Sơn. Thì hôm nay em Trực sẽ review ngôi nhà này. Có diện tích là 61m, ngang 5, bề dài 12, thổ cư là 100%. Và theo mũi tên mà em chú thích chính là đường Đồng Ngôn nha quý anh chị. Và bên tay trái em theo dấu mũi tên là cái hướng mình sẽ đi ra được tới đường Tây Vong. Phòng chú thích là đường Tây Vong nha quý anh chị. Phía xa xa kia là con sông Cái, chạy dài từ huyện Nhân Khánh xuống tới thành phố Nha Trang. Về bên góc tay phải quý anh chị là nhà thờ Tây Vong. Ngoài phòng mũi tên mà em chú thích chính là cái hướng mình đi ra được đường Đồng Khởi thông qua đường số 7 nha quý anh chị. Và cũng là trên trục đường Cây Vong thì theo dấu mũi tên chúng ta sẽ đi ra được là đường Nhà Vuông. Hướng này nè quý anh chị. Thì rẽ bên tay trái quý anh chị theo đường Nhà Vuông thì chúng ta sẽ đi tới được là Ủy ban và chợ Diên Sơn. Còn theo dấu mũi tên mẹ em chú thích thì chúng ta sẽ đi thông qua đường Đồng Khởi tới đường Hải Tập, tới cầu Thành và tới được chợ Thành nha quý anh chị, theo hướng mũi tên này. Chào mừng quý anh chị quay trở lại với kênh YouTube Nha Trang Nhà Đất Khánh Hòa. Thì ngày hôm nay em Trực sẽ review một ngôi nhà tại xã Diên Sơn. Nhà có 4 có 2 phòng ngủ. Đây là toàn bộ hình ảnh mặt trước của ngôi nhà cho quý anh chị. Em sẽ quay từ từ lên cho quý anh chị nhà mình dễ hình dung. Thì đây là khu vực dân cư xung quanh và cái con đường đi. Xu hướng này thì mình đi ra được đường Đồng Ngôn nha quý anh chị. Đường mình hiện trạng nó rộng là 1,5 m, ô tô dòng 4 chỗ mình đi được. Thì ngôi nhà mình có vị trí tại là thôn Tây 2, xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh. Có tổng tích là 61m, ngang 5, và giờ là 12. Đầu tiên thì ngôi nhà mình có sân để được 2 chiếc xe máy. Ở trước thì lớp sơn là màu trắng cộng với cửa nhôm xin phe. Thì nhà mình thì không có nội thất nha quý anh chị, nhà mới 100% luôn nhưng mà không có nội thất. Bên phải em đầu tiên là phòng thờ, dùng nếu mình không thờ dùng để thờ thì mình dùng phòng đọc sách cũng được. Có thì chủ nhà họ có lại cái rèm cửa này tặng mình, cái bộ rèm cửa này với cái tông nền là màu trắng, về cái nền gạch về gỗ để làm cho nhà mình rất là sạch. Và đầu tiên nữa là phòng khách ở đây nữa, tivi, điện nước có sẵn rồi, và không gian bếp thì cũng đơn giản thôi nhưng mà đầy đủ công năng. Hai phòng ngủ thì nó nằm theo thứ tự từ phòng thờ đến hai phòng ngủ. Thì mỗi phòng ngủ thì rộng khoảng chừng 10 đến 12 mét. Phòng ngủ thứ hai là các cửa sổ. Đây là phòng ngủ đầu tiên. Dàn liền liếc có trang trí đèn và trần thật cao. Giống như mọi khi mình để review những cái kích cấu nhà như thế này. Rồi cuối cùng là toilet, toilet cũng rất là rộng. Hiện tại thì nhà mình để hoàn thiện, bây giờ chỉ đang nhập lại một số thứ thôi. Mở đèn sáng lên. Đây là hình ảnh mình nhìn từ phía sau lên phía trước, nhà cũng khá là đơn giản.
về giá bán cho ngôi nhà của mình thì trước giờ chủ bán giá là 1 tỷ 050 triệu, bây giờ chủ hạ xuống là muốn bán nhanh là 1 tỷ 020 triệu. Cái này thì chủ chỉ bớt lọt cho mình, bây giờ tên cho mình nhà mình có sổ sách đầy đủ rồi nha quý anh chị. Em chấp cái sổ đỏ lên để cho quý anh chị mình tham khảo. Thì hướng nhà mình là hướng chính đông. Nhà mình thì điện nước đã đủ hết rồi, cái đồng hồ nước luôn. Và đi theo cái hướng này á, thì mình sẽ đi ra được đường Đồng Ngôn. Thì từ vị trí ngôi nhà mình đi ra đường Đồng Ngôn là 70m. Vậy bên tay trái em là mình sẽ đi được đường Cây Vong. Thì cách đường Cây Vong á là khoảng chừng là hơn 100m thôi. Vậy bên tay phải của đường Cây Vong là mình sẽ đi tới nhà thờ Cây Vong. Thì cách nhà thờ Cây Vong á là 550m. Và còn nếu mà là mình rẽ bên tay trái đi ra được đường Đồng Khởi, thì đi theo hướng đường số 7 thì mình sẽ ra đường Đồng Khởi nó gần hơn, cũng 500m thôi. Và từ đường Đồng Ngôn á, mình sẽ đi tới đường Nhà Vuông. Thì cách đường Nhà Vuông á là 950m. Rẽ bên tay phải thì mình đi theo con đường Nhà Vuông đó luôn, mình sẽ đi tới Ủy ban và chợ Gia Sơn. Thì cách đó là hơn 1 cây. Và nếu mình đi từ đường Đồng Khởi đi về tới chợ Thành á, đi qua đường Hà Huy Tập đi tới cầu Thành, thì sẽ đi tới được chợ Thành. Thì cách đó là 26 cây. Rồi từ đó thì mình sẽ đi về thành phố Nha Trang là khoảng 13 cây nha quý anh chị, tầm là 15 phút đến 20 phút. Điểm trừ cho cái ngôi nhà của mình thì hiện tại là con đường đen, đường đất đen, gọi là chưa lập được bê tông, thì chắc cũng phải là sang năm hoặc năm nữa thì mới hoàn thiện được bê tông hóa, chắc chắn là sẽ làm được bê tông rồi, vì ở đây là có rất nhiều hộ dân ở đây. Thì tầm với số tiền này thì vợ chồng mình muốn ra riêng á mình ở được, làm gần thị trấn Nhân Khánh, xuống Nha Trang cũng gần. Giờ thì video này em Trực xin phép được tạm dừng. Quý anh chị nhà mình có nhu cầu đi xem căn nhà này thì alo em Trực với số điện thoại là 0843216190 có bản màn hình. Hẹn gặp lại quý anh chị ở video tiếp theo. Em Trực xin chân thành cảm ơn.